Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Review sách trong chớp mắt của Malcolm Gladwell làm chủ sức mạnh của những suy nghĩ tức thời. Trong chớp mắt của Malcolm Gladwell là cuốn sách thú vị giải thích những phán đoán mà con người đưa ra trong chớp nhoáng. Đọc sách bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên vì nhận ra từ trước đến nay, chúng ta đang đánh giá quá thấp tính chính xác của những quyết định từ trực giác. Hiểu thêm về khả năng của trực giác, thấu hiểu hơn tâm lý con người và tránh được những sai lầm không đáng có khi ra quyết định. Nếu bạn muốn nắm được những điều này, hãy cùng đọc cuốn Trong chớp mắt với Duy Anh Web nhé. Malcolm Gladwell, tác giả cuốn Trong chớp mắt là một nhà báo, một diễn giả người Mỹ gốc Canada. Nhiều tác phẩm về marketing, tâm lý học của ông đã lọt vào danh sách bestseller của New York Times. Tiêu biểu phải kể đến như Điểm bùng phát hay Những kẻ xuất chúng. Sách của ông luôn gây ấn tượng với người đọc bởi cái nhìn đa chiều. Ví dụ xác đáng đi liền với những con số biết nói, cuốn Trong chớp mắt đưa ra những phân tích sâu sắc về cách chúng ta ra quyết định. Vai trò của trực giác trong phần lớn các quyết định và làm thế nào để những quyết định ấy không bị sai lệch hay là thiên kiến chủ quan. Bạn có tin vào trực giác của bản thân không? Nếu như câu trả lời là có, bạn cần biết những điều này trước đã. Cách con người ra quyết định trong chớp nhoáng, vị trí của trực giác ở đâu, trên thực tế thì chúng ta đã sử dụng trực giác của mình nhiều hơn chúng ta tưởng. Ngay cả với những người duy lý nhất, trực giác cũng đóng vai trò quan trọng trong cách họ ra quyết định. Thậm chí khi chúng ta đã phân tích một tình huống rất kỹ càng, cân đo đong đếm, nâng lên đặt xuống thì trực giác vẫn âm thầm thao túng những quyết định của chúng ta. Đôi khi trực giác còn đưa ra những quyết định chính xác hơn cả những lập luận hay phân tích thấu đáo. Nguyên nhân nằm ở chỗ trực giác đã nhanh chóng lược đi những yếu tố ngoại cảnh không liên quan và chỉ tập trung vào những nhân tố quan trọng. Con người thường phán đoán trước, giải thích sau, có một sự thật mà nhiều người không biết đến. Chúng ta thường xuyên phán đoán chớp nhoáng trước rồi sau đó mới dùng lý lẽ để giải thích cho những phán đoán này. Ví dụ, trong câu chuyện tình yêu, chúng ta thường bị thu hút bởi một người ngay ở thời điểm ta gặp họ. Đó là khi trực giác lên tiếng. Tuy nhiên, sau đó, chúng ta lại dùng lý lẽ để giải thích cho việc vì sao ta yêu họ. Ở thời điểm ấy, lý lẽ chỉ để củng cố thêm những suy nghĩ ngay từ ban đầu của ta mà thôi. Nói cách khác, chúng ta đang dùng thứ gọi là lý trí để củng cố thêm sức mạnh của bản năng. Có những người có xu hướng tin vào những thứ được minh chứng bởi thông tin đầy đủ, khoa học và chính xác hơn là tin vào linh tính của bản thân. Trong trường hợp này, họ sẽ cố gắng tìm những lý giải logic cho những phán đoán của trực giác từ trước đó. Những sai lầm khi chỉ dùng trực giác để ra quyết định, nói như vậy không có nghĩa là trực giác luôn đúng. Đôi khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi thiên kiến cá nhân làm cho trực giác có những lúc rẽ sai hướng. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Sách Trong chớp mắt chỉ ra rằng đôi khi sự liên tưởng vô thức sẽ ảnh hưởng tới cách ra quyết định và hành vi của chúng ta. Ví dụ, chúng ta hay đánh đồng và liên kết những người đàn ông da trắng, có chiều cao lý tưởng với những khái niệm trừu tượng hơn như quyền lực, tài năng. Còn có nghiên cứu cho rằng những người đàn ông trắng trẻo và có chiều cao trên mức trung bình thì dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống. Họ có thu nhập cao và thường nắm giữ những vị trí cao trong xã hội. Sai lầm ngớ ngẩn này đã dẫn đến một trường hợp bầu cử tổng thống hài hước trong lịch sử. Warren Harding được bầu cử làm tổng thống Hoa Kỳ sau Thế chiến thứ nhất với lý do đơn giản được đưa ra là ông trông có vẻ tổng thống. Ông ta chẳng hề có những thành tích xứng đáng với kỳ vọng và kết thúc là một trong những vị tổng thống tồi tệ nhất lịch sử của xứ cờ hoa. Sai lầm kinh điển trong lĩnh vực marketing, sách Trong chớp mắt kể lại những sai lầm kinh điển trong lịch sử marketing. Cách đây nhiều thập kỷ, Coca-Cola đã thực hiện một cuộc khảo sát mùi vị và kết luận rằng đối thủ của họ là Pepsi có mùi vị tuyệt hơn nhiều so với Coca truyền thống. Sau cuộc nghiên cứu này, Coca-Cola giáo diết nghiên cứu và tung ra thị trường dòng sản phẩm hoàn toàn mới là New Coke với kỳ vọng sẽ đánh bại đối thủ Pepsi. Đồng thời chấm dứt việc sản xuất dòng Coca truyền thống, kết quả là New Coke đã trở thành một trong những thất bại kinh điển nhất trong lịch sử. Coca-Cola bị tổn thất không nhỏ và lại quay về sản xuất dòng sản phẩm cũ, nguyên nhân của sai lầm nằm ở chỗ. Những người tiến hành thử nghiệm này đã không xem xét các nguyên nhân khách quan, họ chưa đi sâu vào việc loại bỏ những yếu tố ngoại cảnh. Để trực giác của người trải nghiệm đóng vai trò quá nhiều trong các quyết định, nghiên cứu thị trường không phải lúc nào cũng là một bản đánh giá tốt về hành vi và thái độ thực sự của người tiêu dùng. Cách để tận dụng sức mạnh của trực giác và ra quyết định đúng đắn, có nhiều thông tin ngoài lề có khả năng đánh lạc hướng và giảm tính chính xác của trực giác. Để loại bỏ những sai lầm trong các quyết định chớp nhoáng, chúng ta cần phải chủ động lờ đi những thông tin không thích đáng.
Ví dụ cho việc này là ở một số cuộc thi nghệ thuật, người ta nghiêm cấm các thành viên của ban giám khảo bàn bạc với nhau. Việc này đã trở thành nguyên tắc bởi họ e rằng ý kiến người này sẽ làm lung lay quan điểm của người khác. Các thí sinh cũng được xác định theo số báo danh thay vì tên thật của mình. Mục đích của tất cả những việc trên là giảm thiểu tối đa những yếu tố chủ quan có thể ảnh hưởng sai lệch tới quyết định của con người. Điểm thú vị của cuốn Trong chớp mắt, sách của Malcolm Gladwell luôn lôi cuốn người đọc bởi ông thường nói về những điều nhỏ nhặt mà hàng ngày chúng ta ít lưu tâm đến. Ngay từ khi còn nhỏ, tác giả này đã gây ấn tượng bởi khả năng khai thác đào sâu vấn đề, đem đến những góc nhìn mới và thổi hồn cho những tri thức đã cũ. Trong chớp mắt sẽ là cuốn sách tuyệt vời cho những ai muốn khám phá về não bộ, tâm lý con người. Chúng ta sẽ tận dụng được những tri thức này vào công cuộc giao tiếp với con người hay là nghiên cứu thị trường trong lĩnh vực marketing. Lời kết, cuốn sách Trong chớp mắt sẽ là một làn gió mới cho những ai luôn nghĩ rằng mình làm chủ được tư duy và suy nghĩ của mình. Thách thức những khuôn mẫu tư duy có sẵn, vạch trần những hoạt động tinh vi của não bộ. Hãy đọc sách Trong chớp mắt để có một góc nhìn mới về suy nghĩ hàng ngày của chúng ta. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.